cá nha các bạn. Ở cái mương này có rất là nhiều những con cá này các bạn này. Đấy, cá rất là nhiều màu sắc luôn nha. Cá koi này, con cá koi này đẹp đây này. Ý, xịn xò ấy. Ủa kìa, ủi con rùa này các bạn ấy. Con rùa này đẹp đây này. Con rùa này to lớn nha. Con rùa này thuộc loài rùa common các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình tìm kiếm được rất là nhiều vịt thì các bạn này. Mình dùng cái thùng màu trắng này để cùng các bạn chúng ta ra cái mương nước này bắt cá nhá. Ui giời, cá này các bạn này. Ui giời ui, nhiều rất là nhiều luôn các bạn ha. Cá đây này. Ui. Ô, cá koi nhá. Ui ui, có rất là nhiều cá chép nữa kìa bạn kìa. Ấy, ui ui. Cái bạn cá này bơi giỏi thế nhá. Đẹp nhá, xinh nhá. Ui giời. Ô bạn ơi, lát nữa mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng sau nhá. Giờ mình đi bắt cá trước nha các bạn. Ui giời, cái bạn cá này đẹp thế này. Ui, ai à, bạn bơi giỏi thế nhở. Ấy, vậy là mình đã bắt được một con cá rồi nha các bạn. Con cá này thuộc loài cá koi bướm nha các bạn. Có cái màu vàng luôn đây này. Ôi xinh nhờ. Hơi đáng yêu đấy các bạn ơi. Một con rồi nha. Ui ui. Bên trên cái mương nước này vẫn còn rất nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây cá koi bướm đây này. To đùng luôn. Ui giời ui. Cá koi bướm màu trắng này các bạn này. Ái da, con cá này đẹp đây này. Xinh nhờ. Ui giời ui đẹp thế. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nha. Ui giời. Ok. Ồ đẹp nhờ. Ui ui ui. Ai còn rất nhiều các bạn ha. Đây này. Ôi. Ô bạn ơi, cá ba đuôi nữa kia kìa. Ui ui nhiều cá nha. Rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn ha. Con cá ba đuôi này đẹp thế này. Có cái bụng tròn xoe như con heo luôn này. Ui xui. Dễ thương nha. Ấy cá chép này các bạn này. Cá chép màu đỏ luôn nha. Ơi xinh không? Rực rỡ không? Ui xui ui. Đẹp nhờ. Ok ok. Ấy. Rồi, cá gì nữa đây? Ui ui. Cái con cá ba đuôi này đẹp thế này. Có cái màu đỏ luôn đây này. Ái là cái bụng tròn xoe như con heo luôn đây này. Dễ thương nha. Ấy, đẹp không? Đẹp không? Xinh nhờ. Ok ok. Ấy, cái mồm nhăm nhăm này. Thích không? Ui giời. Ái da, cá chim này mày. Ai cá chim này, cá chim thuộc loài cá săn mồi nha. Ái da, có cái vây màu đỏ kìa. Ai đẹp nhờ. Đẹp cứ như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn đi. À xịn phò nha. Ái da. Ok. Ấy bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn này. Một hôm rồi nha. Ui giời. Bên trên cái mương nước này vẫn còn rất là nhiều các loài cá này các bạn này. Đấy. Cá gì đây? Ui ui, cá chép này. Cái con cá chép này có cái màu đỏ luôn này, rực rỡ thế nhờ. Ui ui, cái bụng cũng tròn luôn này. Đẹp nha, đẹp nha. Ôi giời, dễ thương nha. Ok. Ôi, cái bụng tròn này, cái bụng con cá này tròn này. Ui ui. Con cá coi kia ơi, giỏi đấy. Đây này các bạn ơi. Sát thủ đi rồi, sát thủ đi rồi. Ui giời ơi, nó bơi này. Ô bạn ơi, con cá coi này. Con cá coi này, hai màu đấy này. Ui ui. Ok. Ui giời ui. Xịn thò nha. Bơi giỏi thế nhờ. Ui ui. Bạn ơi, con cá coi nó bơi giỏi quá này. Ui nó bơi. Ui ui ui, bạn bơi giỏi thế nhờ. Sao bạn không thử đi thi bơi đi nhờ. Kiểu gì bạn cũng được giải nhất mà xem. Ui ui, bơi rất giỏi luôn các bạn ạ. Đấy, cá coi nha. Ái kể ra. Ô bạn ơi, xem ra bắt cái con cá này rất là vất vả này các bạn ơi. Nó bơi giỏi lắm nhờ. Ui ui. Xịn nha, xịn nha. Ô bạn ơi, cá coi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Japan, Nhật Bản quá á. Nó thuộc loài cá cảnh cho nên là nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn ơi. Con cá này có hai màu đây này. Ấy, màu cam này, màu trắng này. Đấy, ui rồi xịn xò nhờ. Ok, ok. Ấy, ôi rồi, dồn con cá này vất vả quá. Ok, đây cô nào. Để mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Thank you còn rất nhiều luôn. Ok, ui ui. Còn rất nhiều nữa các bạn ơi. Cá coi bướm nữa này các bạn. Cá coi bướm nhá. Đấy. Các bạn ơi, đây cả con bướm tròn tròn này, to to này, bự bự này. Ui dù ui, xịn nha. Ô, xịn so nhá. Ui giời ui, dễ thương ý. Ok, ấy to không to không? Ấy, siêu to khổng lồ đấy. Ui dù ui, đấy. Ô, cũng khỏe các bạn. Ấy. Ô, rồi. Ui ui. Cá coi vàng này các bạn ơi. Cá coi có cái màu vàng luôn đấy. Ui dù ui. Cá đỏ nữa kìa bạn kìa. Ấy, cá đỏ kìa. Cái con cá màu đỏ kia thuộc loài cá chép nai coi nha các bạn. Con cá màu vàng này thuộc loài cá coi nha. Cá coi xịn nha. Ui ui. Ai đẹp nha. Ôi to nha, to lớn nha. Ấy, ui ui, con cá này đẹp này. Cái loài cá chép nai coi thường nó sẽ có cái người dài như vậy các bạn ơi. Ai xịn nhở. Đấy, ui ui. Cái con cá màu vàng này bơi giỏi thế. To lớn này, to lớn này. Bự nha. Ấy, ui giời ơi. Ok, ok. To thế này cơ mà. Nó to như vậy thì đỡ làm sao được. Đẹp quá nhở. Ok, ok. Rồi bạn ơi, vậy là mình đã bắt được một thùng cá rồi các bạn. Đấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đậy cái nắp thùng đựng cá lại các bạn ơi. Rồi mình đi tìm kiếm thú cưng nha. Ok. Đấy, một thùng cá đầy các bạn này. Đấy, xịn không? Rất là nhiều cá màu sắc các bạn hả? Ok. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp thùng đựng cá lại nhá. Đấy. Ok, chốt. Rồi, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nha các bạn. Rồi, let's go nào. Ok, let's go nào. Ui ui. Chuột. À đây là những con hamster các bạn ạ. Chuột hamster ơi. Hamster thuộc loài chuột đấy các bạn, rất là lành luôn nhỉ. Bắt thoải mái nó không cắn đâu các bạn này. Ra là mày thăm ngàn.
thăm ngàn, kẹp ngàn thăm ngàn, thăm ngàn đại lừa mỹ kiện chuối lừa, bao nhiêu nhà đi ăn rạt mấy mùi, bao cha ta na cha lại thay đưa lau liền lau chân bán tổ mã liền. Bây giờ bọn mình đi tìm kiếm rùa nha, để rùa này bằng ấy. Ui ui xịn sò nha, cái con rùa thì tròn như quả bóng này nhỉ, ui ui đẹp nha. Bạn ơi, để mình coi xem là thuộc loài gì nè. Bạn ơi, con rùa thuộc loài rùa vẽ đông nha, rùa vẽ các bạn xịn sò nha, có cái bụng màu vàng này các bạn. Ui ui, à cái tập tính của con rùa vẽ đông này xịn lắm các bạn ạ, nó rất là lành luôn, không có cắn đâu các bạn. Ok, xịn sò lắm nha các bạn. Rồi ui ui, con rùa thì nó đây, ui to nha, to lớn nha, bự đây này. Con rùa này thuộc loài rùa gì đây? Ôi, để mình coi là xem nào các bạn. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ các bạn ơi, có cái mai màu vàng luôn nhỉ. Đấy, con rùa, cái loài rùa tai đỏ nó cũng lành các bạn, nó không có cắn đâu nhỉ. Xịn sò nhá. Ok các bạn, là bây giờ chúng ta đi bắt rùa săn mồi nha. Bây giờ mình sẽ đi bắt Pokemon đi. Common thuộc loài rùa rất là đánh đám đấy các bạn ơi. Bắt thật chứ không đùa các bạn ạ, to to lớn nhá. Ôi này các bạn này, đây này. Ui, nó bự, nó to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Bự nha, ui dồi. Ôi, xịn sò các bạn ơi. Loài rùa common các bạn, nó tự vệ nó cũng rất là đánh đá luôn đấy các bạn ơi. Đánh đá cà kè lắm đấy nha. Hùng hùng dữ hết này. Ôi này, ghê gớm lắm các bạn. Ui, nó bự, to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Ui, đánh đá thế, ui. Ô, con rùa đánh đá các bạn, to đúng luôn. Sao to khổng lồ đấy các bạn ơi. Ô, các bạn ơi, thế ra này mình bắt được rất là nhiều rùa. Đây này, hello ba anh em nhà rùa nhá. Ô, xịn sò nhá. Ấy, các bạn ơi, đấy, một con to ơi, rất là đẹp đúng không nhỉ? Bạn ơi, giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá. Giờ mình sẽ đi bắt cá chê to bằng con nợ cho bạn xem nhá. Ok, let's go bạn ơi. Ui, bạn ơi, đây này, cá chê đây này các bạn ơi. Cá chê to bằng con nợ luôn nhá, ui, rất là nhiều luôn đấy nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nha các bạn. Đấy, cá chê đây này các bạn này. Ui, nó nhiều các bạn ạ. To lớn nha, bự nha. Ai da, ui, con gì đó đây. Ui, con bọ hung đây này. Ui, con xịn to, ui. Ai da da, ui, nó nhiều các bạn ạ. Ô, cá chê to bằng con nợ này các bạn ơi. Ui, nó to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn. Ô, cá chê đây các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, có rất là nhiều những con cá chê đâu. Nó bị tràn từ trên cái hồ thủy điện xuống các bạn ha. Cái hồ thủy điện nó vừa mới tràn, nó vừa mới xả nước các bạn ha. Cho nên là có rất là nhiều cá chê nó tràn xuống các bạn ha. À, nó to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Nó bự đấy này các bạn. Ui, nó to các bạn ha. Ôi, xịn sò nha các bạn ơi. Ui, lớn, to lớn nha, to lớn nha. Ô, cá chê có cái màu trắng mạch tạo luôn đấy các bạn. Ây, bơi rõ thế. Đây các bạn. Ui, nó bơi kìa. Rồi. Bạn ơi, cá chê thì có một cái mẹ bắt cá chê đó là cứ vần đi các bạn. Cứ vần rồi nó mệt, nó bắt nó sẽ dễ hơn các bạn ha. Mà nó lại to như vậy nữa. Ui, rồi nó bơi kìa. Nó to như vậy nó khó bắt chứ. Nó to như con nợ luôn các bạn ạ. Đây này các bạn. Ui, lớn lắm. Nhiều nha. Ui, dùi, ui, các bạn ơi, đấy, cá chê nha. Các bạn ơi, hôm nay mình dọn cái bể này rồi mình sẽ bơm nước vào nhà. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy mình bắt được nhiều cá chê không nào? Rất là nhiều cá chê luôn đấy các bạn. Để có cả những loài cá lóc, cá chuối nữa các bạn ơi. Đấy, cá chuối đây này, bự không? Siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây, con cá này đẹp này, con ếch đây này. Ui dù ui, có cả con ếch nha các bạn. Con rùa nữa kìa bạn kìa. Đấy, giờ xịn sò nhá các bạn ơi. Con rùa, con ếch nha. Với lại con cá chê. Ui, rất là nhiều con cá nữa các bạn ơi. Ai chà chà, con cá chê màu vàng kìa bạn kìa. Cá chê vàng 4 số 9 luôn. Ui dùi ui, rất là nhiều những con cá chê màu trắng bạch tạng này các bạn này. Đấy, cá chê trắng các bạn. Các bạn thấy mình có cái bộ sưu tập cá chê con lớn không nào? Đây, cá chê mà to bằng con heo luôn này các bạn này. Bự không? Ui dùi, nó to lớn này. Sư ta khổng lồ lên các bạn ơi. Ok, để này to này. Ui dùi, nó bự này. Ai dạ dạ, rất là lớn luôn nhá các bạn. Rồi, ok các bạn. Ui dùi, to trơn các bạn này. Cá chê thuộc bộ có da trơn nhá, cho nên là cá chê nó rất là trơn nữa các bạn. Đấy, còn nhá, có rất nhiều cá rô nữa các bạn ơi. Đây, con cá lóc này, con cá lóc đồng vây xanh này, rồi con cá rô đồng này. Đấy, con cá rô nhá các bạn. Đấy, xịn sò con bò đấy nhá. Ok. Đấy, có một con rùa các bạn ơi. Đây, có con rùa lớn này. Con rùa này, rùa common nhá các bạn. Rùa common đấy các bạn. Rùa common này thường gọi là rùa common cá sấu nhá. Rất là nhiều rùa common các bạn. Con cá nữa đây. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi có cái màu đỏ luôn các bạn ơi. Đấy, cá koi đỏ đây các bạn. Xịn nhỏ. Rất là xịn sò con bò luôn các bạn ơi. Ok. Ồ, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok. Đấy, nhiều luôn đi. Con cá chê màu trắng bạch tạng này các bạn này. To lại bự này. Đấy.
Còn đây là con rùa common nha. Đấy, mình vừa mới thu thập được con rùa common này các bạn này. Con rùa common này gọi là sư tử khổng lồ này các bạn này. Đấy, rùa common này thường gọi là rùa common cá sấu nha mấy bạn ơi. Đây đây, con rùa này đẹp đây này. Ui, rùa to các bạn ơi. To lớn nha. Đây, con cá này là con cá chuối này. Con cá chuối vây xanh này đấy, cái vây của nó có màu xanh kìa bạn kìa. Đấy, ok, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá màu sắc. Bây giờ mình sẽ quay lại các bạn xem nào. Các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình các bạn. Ở cái khu nuôi cá mình có cái bể cá hơi bị xịn xò luôn nha. Đây các bạn ơi, mình có cái bể cá xịn xò con bò không các bạn? Đây cái bể nuôi cá của mình nha. Xịn không? Ok, bây giờ mình sẽ thả hết cái con cá vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn xò con bò không nào? Rất là xịn luôn đúng không nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây con cá koi này đẹp đây này. Ui, dù con cá chép này mới to này. Đấy, cá chép đấy các bạn. Đấy, cho vào đây nhá. Đấy các bạn ơi, cái vải lưới cá của mình đây có cái màu xanh nước biển luôn này. Đấy, đây đây, con cá chép lai koi có hai màu đây này. Màu trắng với màu đỏ nha. Rồi ở đây mình có cá koi này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Japan, Nhật Bản nhá các bạn. Vẫn còn rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. À chà chà, con cá koi này đẹp đây này. Rồi, cá chép này các bạn này. Cá chép đỏ có mấy con liền các bạn ơi. Đây cá chép đỏ đây này. Rất là đẹp luôn nhỉ. Vẫn còn nha, vẫn còn rất nhiều cá nha. Đây con cá này, con cá gì nhỉ? Con cá này cá gì đây? Ui, con cá chim mới đẹp đây này. Đấy cá chim đi các bạn. Đấy, thật ra xịn xói. Đấy cá chim nhá. Vẫn còn nha. Đây này, cá gì đây? Ui, con cá koi mà to bằng con heo luôn đây này. Ui, nó bự nhỉ. Rồi, vẫn còn rất nhiều nha. À đây này, sao cá gì nào? Rồi, đây con cá koi này, bự đây này. Đây cá koi đây. Cá koi thuộc loài cá cảnh cơ mà, cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy nhỉ. Rồi vẫn còn rất nhiều các bạn. Đây con cá gì đây? Cá chép mai koi này có cái màu đỏ nữa hả? Rồi vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đây này cá gì đây? Ui, còn nhiều đấy các bạn. Còn rất nhiều nhỉ. Đây này con cá chép đây này. Đấy cá chép đây. Vẫn còn nhiều lắm. Đây con cá dọn bể đây. À đúng rồi. Thả con cá dọn bể này vào cho nó dọn sạch cái bể đây. Đấy cá to ngòm đấy các bạn. Cá dọn bể nhá. Đấy. Ok. Có cái màu đen rồi này. Ui ok. Xịn nhờ. Vẫn còn nhiều nhé các bạn. Nè con cá rô phi này các bạn ơi. Cá rô phi đi. Đấy cá rô phi đẹp không? Có cái màu xanh luôn này. Cá rô phi đi các bạn. Rồi cá giếc này. Đây con cá giếc này. Con cá giếc này đẹp đây này. Xịn này. Rồi cá gì đây? Cá chép lai koi này. Có cái màu đỏ đấy đây này. Rực rỡ không? Rất là rực rỡ luôn đấy. Màu đỏ rực rỡ nhờ. Đấy cá chép lai koi đi các bạn. Rồi đây con cá gì đây? À đây, con cá chê này. Đấy cá chê mà có cái size nhỏ này hơi bị hiếm luôn đấy nha. Đấy, cá chê thuộc bộ có da trơn nhá các bạn. Rồi ở đây mình còn có rất nhiều cá các bạn ơi. Con cá chép nữa đây này. Rồi cá gì nữa đây? Ui, xịn đấy. À đây, đúng rồi. Đây, còn cái bể nuôi cá nhỏ đó các bạn. À bây giờ sẽ thả những con cá nhỏ vào đây nhá. Đấy, cá hồng két vàng này. Hai con cá hồng két vàng này nha. Rồi cá chép màu đỏ nữa này các bạn này. Rồi rất là nhiều những loài cá các bạn, cá koi nữa đây này. Ôm sờ cây các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like video để ủng hộ mình nữa nha các bạn. Rồi, vẫn còn rất là nhiều cá nhá. Ok. Đấy các bạn ơi, đấy cho thêm nước vào đây này. Đấy, ui xịn nhá. Rất là xịn xò con bò luôn các bạn ơi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bể cá và cái khu nuôi cá của mình nhá. Đây các bạn, cái bể nuôi cá đây này. Rất là xịn luôn này. Đây, con cá gì đây? Ui giời ui. Con cá koi này nhiều màu đây này. Rồi xịn không? Rất là xịn xò con bò luôn các bạn. Ốc vịt nha các bạn ơi. Đấy hai con vịt nhá. Hai con này là hai con vịt mới được lở ra từ trong quả trứng các bạn ơi. Vịt con nhá. Hai con vịt con có cái màu vàng luôn nhá các bạn. Đẹp ê. Xịn xò. Hôm nay mình tìm kiếm và bắt được ngỗng này các bạn này. Đây một giá một rổ luôn. Rất là nhiều những con vịt với con ngỗng các bạn ạ. Ok và bây giờ mình sẽ cho vịt với gà với ngỗng ăn các bạn ơi. Ui rất là nhiều những con vịt con các bạn. Vịt con non to này. Ôi xịn này. Đây các bạn, gà con này. Con gà con mới được lở ra từ trong quả trứng thì nó có hình hài nó nhỏ như vầy các bạn này. Đây con vịt này các bạn này. Vịt con có cái màu vàng óng đẹp ấy. Rất là dễ thương luôn đấy các bạn ơi. Rồi và bây giờ mình sẽ thả hết những con vịt để vào trong cái giỏ nhỏ này nha. Rồi mình sẽ cho vịt ăn các bạn ơi. Đấy gà con này. Gà con non to chíp chíp nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ cho vịt với gà ăn nha các bạn. Đấy, đang ăn kìa. Ôi xịn không? Dễ thương nhờ. Đấy, dễ thương ấy. Ok. Đấy các bạn, đẹp không? Ở xịn xò này các bạn ơi. Đây các bạn này. Đây gọi là xịn xò con bò này các bạn. Đây là hai con gà nhá. Đấy, hai con gà chê nhá các bạn. Đấy con gà chê này nó để trứng và nó ấp lở được những con gà con rồi nhá các bạn.
Đây là con cá chê có cái màu trắng nhá. Cá chê thuộc loài gà cảnh nhá các bạn. À, đẹp như con chim bồ câu luôn nhá. Đấy, đây là con gà con của nó nhá. Ô sợ kê đấy, một con này. Nó nở được mấy con đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem con gà chê nó như thế nào nhá. Đây là con gà chê nhá các bạn. Gà chê gà trúc nhá. Đấy, xịn xò không? Ok. Đấy các bạn, nó đang nở dần các bạn ơi. Được mấy con rồi nhá. Ok. Đây này, xịn không? Đây là xịn xò con bò luôn này. Một cặp luôn nhá các bạn. Một con gà trống với một con gà mái luôn này. Ok đấy. Gà đấy các bạn. Hơi đẹp luôn này. Con gà trống kìa. Ok. Và bây giờ mình sẽ xem nào. Để nó nở được mấy con rồi nào. Là được nhiều nhiều rồi nha. Đấy đây này. Ui xịn không? Các bạn ơi. Đấy gà chê đấy. Ok. Đấy xịn xò các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ chờ một hai hôm cho nó nở hết rồi mình sẽ quay lại cho bạn xem nhá. Đây này các bạn này. Rất là nhiều luôn này. Đấy 2, 4, 5 con. Nó nở, con gà này nó nở được 5 con gà con rồi các bạn. Nó ấp nở 5 con gà con rồi nha. 5 con gà và trẻ con vẫn còn trứng chưa nở hết các bạn này. Vẫn còn những quả trứng chưa nở hết nha. Đây này. Rất là xịn xò luôn này. Đây quả trứng của nó này các bạn này. Đấy, trứng gà này các bạn. Ok, rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ cho hết những con gà con vào đây nha. Rồi, đấy các bạn ơi. Gà nở hết rồi nha. Còn đây là những con thỏ nha các bạn. À, mình nuôi rất là nhiều thỏ nha. Đây là những con thỏ nha. Đấy, thỏ đây các bạn. Chuột nữa kìa. Đây, gà nở hết rồi nha. Nó được 10 con các bạn ơi. Đấy có cả những con gà màu trắng nhỉ. Đấy con gà mẹ nó đang bới run cho con gà con ăn đây các bạn. Ở xịn xò con bò không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like video nữa nhá các bạn. Ok. Đẹp không? Đấy, đẹp luôn đấy các bạn. Đấy. Ok. Đây là những con thỏ nhá. À, đây là những con thỏ này. Thỏ đang ăn rau nhá các bạn. Mình vừa đi lấy rau về cho thỏ ăn nhá các bạn. Chuột đây này. Chuột lang nhá. Chuột lang đấy các bạn. Chuột lang thuộc loại chuột cảnh nhá. Cho nên là chuột lang nó có rất là nhiều màu sắc như vậy nhá. Chuột lang xịn đấy các bạn. Rất là xịn xò đấy. Còn thỏ này. Ôi xịn không? Ôi cu tê thế nhở. Đáng yêu thế nhở. Cá nhá các bạn ơi. Đấy hôm nay mình tìm kiếm và bắt được rất là nhiều những con cá chép thế. Cá coi này. Cá ba đuôi, cá thần tiên, rồi cá bảy màu. Rất là nhiều cá peta đó các bạn ơi. Mình đang cho cá ăn nhá các bạn. Đấy cá đang ăn cám đấy các bạn ơi. Ui xịn à. Chiêu nha, chiêu nha. Dễ thương nhờ các bạn nhở. Ái chà chà. Đấy đẹp không, đẹp không? Ừ, dễ thương các bạn ơi. Ồ, mình đang cho cá ăn nha các bạn. Đấy, sau một khoảng thời gian huấn luyện thì cá nó đã lành rồi nha các bạn. Ồ, rất là dễ thương luôn các bạn.